Hồng Thanh và DJ Mie chính thức chia tay sau nhiều năm yêu nhau. Đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie đã xác nhận cả hai có trục trặc tình cảm từ đầu năm và chính thức chia tay vào tháng 8 năm 2023. Thời gian gần đây, cư dân mạng rộ nghi vấn Hồng Thanh và DJ Mie rạn nước tình cảm. Sự việc bắt nguồn khi một số cư dân mạng phát hiện cả hai đã chính thức hủy follow nhau. Nhiều người cho rằng cặp đôi đình đám đã chính thức đừng ai nấy đi sau khoảng thời gian 3 năm gắn bó. Đáng chú ý, giữa nghi vấn sạn nước DJ Mia còn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Chỉ hy vọng sám xét không làm bạn sợ hãi, sống dữ không làm bạn ngã gục, mưa lớn chẳng khiến bạn mất đi phương hướng. Hy vọng khi bảo tan, mỗi người chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, của chia sẻ. Trước đó, cặp đôi từng năm lần bảy lượt vướng tin đồn chia tay. Đầu năm 2023, cư dân mạng còn phát hiện ra chi tiết lạ. DJ Mie đi lưu diễn một mình. Thời gian trước đó, cô luôn được bạn trai thấp tùng bên cạnh khắp mọi nơi. Ngoài ra, Hồng Thanh và DJ Mie cũng bị sai ít tương tác trên mạng xã hội. Liên quan đến vấn đề này, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie cho biết Thật ra vấn đề chia tay không phải là quyết định lúc này mà đã là câu chuyện của nhiều tháng trước. Hai bạn đã quyết định chia tay vào đầu năm 2023 sau đó cũng muốn cho nhau cơ hội, nên cũng còn qua lại để xem có thể đi cùng với nhau được nữa hay không. Nhưng cuối cùng có lẽ hết duyên, nên cả hai quyết định dừng lại trong vui vẻ. Thực tế thời điểm chính xác là khoảng tháng 8 năm 2023. Hiện tại cả hai vẫn là đồng nghiệp cùng công ty, nên sẽ luôn đồng hành cùng nhau, bây giờ và kể cả các dự án sau này. Chia sẻ về việc, dù đã dừng lại, nhưng cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau. Gần nhất là tại họp báo ra mắt một bộ phim Đại diện của cả hai nêu rõ lý do. Hai bạn là talent lành của công ty, nên tất cả các sự kiện, những lần xuất hiện trước công chúng gần đây đều sẽ theo quy định và các yêu cầu từ công ty. Như mọi người cũng thấy, mặc dù xuất hiện đồng hành cùng nhau, nhưng những cử chỉ thân thiết của các bạn cũng hạn chế, vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp bằng mình và tốt đẹp. Được biết, Hồng Thanh và DJ Mia chính thức hẹn hò từ đầu năm 2020. Cả hai gặp nhau trong một show diễn ở Đà Nẵng. Nhưng lúc đó vẫn chưa có nhiều ấn tượng về nhau. Sau này nữ DJ tham gia một dự án của Hồng Thanh thì mới chính thức yêu đương. Hồng Thanh từng chia sẻ không thích môi trường quán bar nhưng tôn trọng, ủng hộ công việc của bạn gái.